Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 138 và 139, phần luyện tập chung nha. Cho lúc các em xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, luyện tập chung. Câu số 1, trong các phép tính, sao phép tính nào làm đúng? Giờ mình sẽ kiểm tra 4 phép tính ABCD, mình kiểm tra xem phép tính nào đúng, mình sẽ phân chọn đúng nè. Đây là giống yêu cầu trắc nghiệm. Giờ câu số A, 5 phần 6 cộng 1 phần 3. Như đây là cộng hai phần số, người ta làm như thế nào? Người ta lấy tử cộng tử, mẫu cộng mẫu. Như vậy chắc chắn là sai đúng nè. Cộng hai phần số mình phải quy đồng mẫu số đúng không? Tử cộng tử, mẫu cộng mẫu là sai, như vậy câu A là sai nha. Tiếp theo câu qua B, 5 phần 6 trừ 1 phần 3. Đây là phép trừ hai con số khác mẫu số, người ta lấy tử trừ tử, mẫu trừ mẫu, như vậy cũng sai đúng không? Trừ hai con số mình phải quy đồng mẫu số, vì mình lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Câu B sai. Tiếp theo câu D, 5 phần 6 nhân 1 phần 3, người ta lấy tử số nhân cho nhân mà tử số, mẫu số nhân mẫu số đúng không? Như vậy là đáp án C đúng nha. Tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, 5 nhân 1 là 5, 6 nhân 3 là 18, đúng không? Như vậy câu C này đúng nha. Rồi tiếp theo mình kiểm tra câu D có đúng hay không nha. Câu D là phép chia. 5 phần 6 chia 1 phần 3. Nhân hơn phép chia thì mình sẽ biến thành phép nhân. Qua đảo ngược phần số phía sau dấu chia. 1 phần 3 đảo ngược thành 3 phần 1. Như vậy người ta làm ngược rồi đúng không nè. Đảo ngược 1 phần 3 chứ không phải đảo ngược cho. Như vậy người ta biến thêm phép nhân mà không có đảo ngược phần số, như vậy là sai. Như vậy là câu C sẽ câu đúng. Còn 3 câu AB. ABD đều là sai. Như câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 ở đây là nhân nhân 3 phần số, mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu thôi. Còn câu B có phép nhân phép chia. Như phép chia thì mình sẽ biến thành phép nhân và đảo ngược các phân số ngay sau dấu chia. Có nghĩa là sẽ bằng 1 phần 2 nhân 1 phần 4 và nhân cho 1 phần 6 đúng không? Còn câu C có phép chia phép nhân. Phép chia thì mình sẽ biến thành phép nhân. 1 phần 4 thì mình đảo ngược thành 4 phần 1 đúng không ạ? Còn 1 phần 6 này không có đảo ngược nha. Vì phía trước 1 phần 6 là phép nhân, như vậy không đảo ngược, mình chỉ có đảo ngược 1 phần 4 thôi đúng không ạ? Giờ câu số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 2. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nha. Như vậy trước hết thầy sẽ viết là cái đề đúng không ạ? 1 phần 2 nhân cho 1 phần 4 và nhân cho tiếp tục cho 1 phần 6. Như vậy nhân 3 phân số thì mình cũng lấy nha, tử nhân tử, mẫu nhân mẫu thôi. Như là 1 x 1 x 1. Giờ tử là tử số xong tới mẫu số đúng không? Như vậy mẫu số sẽ là 2 x 4 x 6. Giờ bài. Giờ như vậy mình sẽ lấy 1 x 1 x 1 thì bằng 1 thôi. Giờ mẫu bằng bao nhiêu nè? 2 x 4 là 8 đúng không nè? 8 x 4 bằng bao nhiêu? 8 x 6 bằng bao nhiêu? 8 x 6 là 48 đúng không nè? Như vậy kết quả là 1 phần 48 nha. Như vậy mình xong câu A. Mình sẽ qua tiếp câu B luôn. Giờ câu B. Thầy cũng chép là viết là cái đề đúng không nè? Như vậy là 1 phần 2 nhân 1 phần 4 viết lại. Mình viết là cái đề xong thì mình mới làm đúng không? Giờ chia cho 1 phần 6 3. Giờ như là 1 phần 2 viết lại
nhân cho 1 phần 4 viết lại luôn. Giờ chia thì mình đổi thành phép nhân luôn. Qua đảo ngược phân số phía sau dấu chia, 1 phần 6 đảo ngược thành 6 phần 1 đúng không? Giờ mình nhân 3 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu thôi. 1 nhân 1 nhân 6. Giờ mẫu số sẽ là 2 nhân 4 nhân 1 đúng không? Giờ bà. Như vậy là 1 x 1 x 6 thì bằng 6 đúng không nè? 2 x 4 x 1, 2 x 4 là 8, x 1 cũng là 8. Như vậy kết quả sẽ là 6 bằng 8. Như vậy mình thấy là 6 bằng 8 mình có thể rút gọn. Chia tử của 1 cho 2 đúng không nè? 6 chia 2 bằng bao nhiêu nè? 6 chia 2 bằng 3 đúng không nè? Và 8 chia 2 bằng 4. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 3 bằng 4. Giờ thầy sẽ làm tiếp câu C luôn nha. Giờ câu C thầy cũng quý là cái đề chứ. Kế đề ở đây sẽ là 1 phần 2 chia 1 phần 4 và nhân cho 1 phần 6 đúng không nè. Giờ như vậy là 1 phần 2 viết lại. Mình chép là cái đề chứ. Chia 1 phần 4. Và nhân 1 phần 6. Bạn. Giờ 1 phần 2 viết lại tiếp. Phép chia thì thầy sẽ đổi thành phép nhân đúng không nè. 1 phần 4 thì đảo ngược lại là 4 phần 1 đúng không nè. Rồi nhân 1 phần 6 viết lại luôn. Giờ như vậy là nhân 3 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 1 nhân 4 nhân 1. Và 2 nhân 1 nhân 6. Bạn. Giờ 4 nhân 1 nhân 1 là 4. 2 nhân 6 là 12. Kết quả là 4 phần 12, mình thấy là nó có thể giúp gọn. Chia tử qua mẫu cho 4 đúng không? Như vậy mình sẽ chia cho 4. 4 chia 1 bằng 4 chia 4 bằng 1 đúng không? 12 chia 4 bằng 3. Kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 3 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 2. Giờ câu số 2 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ câu số 3. Tính. Ở đây là 5 phần 2 nhân 1 phần 3 cộng 1 phần 4. Có phép nhân, phép cộng. Mình phải thực hiện phép nhân trước đúng nè. Rồi sau đó mình thực hiện phép cộng sao. Tương tự ha. Cộng nhân, mình sẽ nhân trước rồi cộng sao. Ở đây phép trừ, phép chia. Như vậy bị phép chia thì mình sẽ đổi thành phép nhân. Giờ nhân trước giờ mới trừ sao đúng nè. Giờ câu số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 3. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu A chứ. Giờ thầy sẽ viết là cái đề chứ. 5 phần 2 nhân 1 phần 3. Cộng 1 phần 4. Bạn. Như vậy nhân 2 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu đúng không nè. 5 nhân 1. Và 2 nhân 3. Giờ cộng 1 phần 4 mình viết lại. Giờ như vậy là tiếp tục 5 x 1 là 5 đúng không?
2 nhân 3 là 6, như vậy đây sẽ là 5 phần 6 cộng 1 phần 4, viết lại. Giờ như vậy đây là phép cộng 2 phân số khác mẫu số, như vậy trước hết mình sẽ quy đồng mẫu số này. Mẫu số chung theo các em sẽ là bao nhiêu nè? Các em có thể lấy 6 nhân 4 cũng được là 24. 24 chia 2 12, 12 sẽ chia hết cho 6 và 4 đúng không? 12 chia 6 được 2, như vậy 5 phần 6 mình sẽ nhân tử của mẫu cho 2 đúng không? Như vậy 5 nhân 2 là 10, 6 nhân 2 là 12. Dấu cộng viết lại. 1 phần 4, 12 chia 4 được 3, như vậy 1 phần 4 mình sẽ nhân tử của mẫu cho 3 nha. 1 nhân 3 là 3 và 4 nhân 3 là 12. Giờ ở đây mình có phép cộng hai con số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu đúng không? 10 cộng 3 thì bằng bao nhiêu nè? 13 đúng không? Giờ mẫu 12 viết lại. Vậy kết quả cuối cùng sẽ là 13 phần 12 nha. Giờ mình xong câu A nha. Mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ thầy cũng biết là cái đề đúng không? 5 phần 2 cộng 1 phần 3. Giờ nhân cho 1 phần 4. Như vậy là mình sẽ thực hiện phép nhân trước. 5 phần 2 dấu cộng mình viết lại. 5 phần 2 dấu cộng viết lại. Rồi nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu mẫu. Như vậy tử số là 1 nhân 1 đúng không? Còn mẫu số là 3 nhân 4. Giờ bạn 5 phần 2 dấu cộng viết lại. Giờ tiếp theo 1 nhân 1 là 1, 3 nhân 4 là 12 đúng không? Giờ bạn tiếp theo là hai phân số khác mẫu số, mình thấy là 12 sẽ chia hết cho 2, như vậy mình sẽ quy đồng mẫu số lên 12. 12 chia 2 được 6, như vậy 5 phần 2 mình sẽ nhân tử của mẫu cho 6 nha. 5 nhân 6 là 30, 6 nhân 2 là 12 đúng không? Mình sẽ được hai phân số cùng mẫu số. Mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 30 cộng 1 là bao nhiêu nè? 31 đúng nè. 12 viết lại. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 31 phần 12 nha. Giờ như vậy mình sẽ xong câu B nha. Mình sẽ qua tiếp câu C luôn. Giờ thầy cũng viết lại cái đề nha. 5 phần 2 trừ cho 1 phần 3 chia 1 phần 4 đúng không nè? 1 phần 3 chia 1 phần 4. Rồi như vậy là phép chia thì mình sẽ đổi thành phép nha. 5 phần 2 dấu trừ viết lại. Giờ 1 phần 3 viết lại luôn. Chia thì đổi thành phép nhân. Qua 1 phần 4 thì mình đảo ngược thành 4 phần 1 đúng không? Giờ 5 phần 2 dấu trừ viết lại tiếp. Như là nhân hai phân số mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu luôn. 1 nhân 4 là 4 đúng không? Và 3 nhân 1 là 3. Đây là hai con số khác mẫu số. Mẫu số chung chính là tích của 2 nhân 3 là 6. Như là 2 phần 5, 5 phần 2 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 3. 5 nhân 3 bằng 15 đúng không? Và 2 nhân 3 là 6. Dấu trừ viết lại. 4 phần 3 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 2 đúng không? 4 nhân 2 là 8. Giờ 3 nhân 2 là 6. Giờ đây là phép trừ 2 phân số cùng mẫu số. Mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 15 trừ 8 bằng bao nhiêu nè? Bằng 7 đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 7 phần 6 nè. Rồi, như vậy mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Giờ tiếp theo câu số 4. Người ta cho một vòi nước chảy qua bể chưa có nước nha. Lần thứ nhất chảy được 3 phần 7 bể.
Lần thứ hai chạy vào 2 phần 5 bể, hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước. Như vậy là người ta nói là bà lần thứ nhất chạy được 3 phần 7, lần thứ hai chạy thêm 2 phần 5. Như vậy là mình chứ hết mình sẽ tính xem hai lần nước chảy thì số nước trong bể lúc này sẽ là bao nhiêu phần, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ tính số phần, mấy phần nước chưa có bể, đúng không? Giờ câu số 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 4. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ trước hết thầy sẽ tính xem sau hai lần chảy thì số nước có trong bể là bao nhiêu nha. Sau hai lần chảy rồi, như vậy là mình sẽ lấy 3 phần 7 cộng với 2 phần 5, đúng không? 3 phần 7 cộng với 2 phần 5. Giờ như vậy đây là cộng hai con số khác một số. Như vậy mình sẽ đi quy đầu một số, đúng không? Một số chung chính là tích của 7 nhân 5 là 35, đúng không? Như vậy là 3 phần 7 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 5. 3 nhân 5 là 15, đúng không? Và 7 nhân 5 là 35. Giờ 2 phần 5 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho cái mẫu bên này, có nghĩa là nhân cho 7, đúng không? Như vậy là 7 nhân 2 là 14 và mẫu vẫn là 35. Đây là phép cộng hai con số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu, đúng không? Như vậy 15 cộng 14 thì bằng 29, đúng không? Mẫu 35 viết lại, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 29 phần 35. Cái phần tính trung gian này các em có thể tính nhát ngoài, mình không cần viết vô đây. Kết quả cuối cùng sẽ là 29 phần 35 bể. Giờ tiếp theo thì mình sẽ tính là người ta hỏi là còn mấy phần của bể chưa có nước. Như vậy mình trả lời là số phần của bể chưa có nước là như vậy mình sẽ lấy 1. 1 có nghĩa là một cái bể, đúng không? Trừ đi 29 phần 35 bể chưa có nước nha. Trừ cho 29 phần 35 bể đã có nước, đúng không? Thì còn là cái phần chưa có nước. Rồi như vậy là 1 thì mình có thể hiểu là 35 phần 35, đúng không? Quy 35 phần 35 chính là 1, 35 chia 35 bằng 1, như 35 phần 5 trừ cho 29 phần 35, viết lại. Giờ bạn, như giờ đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu, đúng không? Như đây là 35 trừ 29 bằng bao nhiêu này? Bằng 6, đúng không? Như vậy kết quả là 6 phần 35. Giờ cái phần trung gian này thì mình sẽ tính ở ngoài nhé, mình sẽ ra kết quả luôn, đúng không? Như là 1 trừ cho 29 phần 35 chính là 6 phần 35, đúng không? Bể. Giờ như vậy đáp số nha. Như vậy đáp số chính là 6 phần 35 bể nha. Giờ như vậy mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 5 luôn nha. Giờ câu số 5, một kho chứa 23.450 kg cà phê
Lần đầu lấy ra 2.710 kg cà phê, lần sau lấy gấp đôi lần đầu. Hỏi là trong kho còn lại bao nhiêu kg cà phê? Như vậy lần đầu lấy là 2.710 kg, lần sau lấy gấp đôi. Gấp đôi có nghĩa là nhân 2 đúng không nào? Như vậy, trước hết mình sẽ tính số kg cà phê đã lấy ra ở lần sau, rồi sau đó mình sẽ tính số kg đã lấy ra 2 lần, rồi sau đó mình mới tính số kg còn lại trong kho đúng không nào? Giờ câu số 5 này các em có thể tạm dừng video làm thử trước câu số 5, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 5. Giờ trước hết thầy sẽ tính số kg cà phê lấy ra lần sau đúng không? Số kg cà phê lấy ra lần sau là 2.710 gấp đôi thì nhân cho 2 đúng không? Giờ ở đây mình sẽ nhẩm luôn nha. Như vậy là 2 nhân 0 là 0 đúng không? 2 nhân 1 là 2, viết số 2. 2 nhân 7 là 14, viết 4 nhớ 1. 2 x 2 là 4 với 1 nữa là 5. Như vậy kết quả là 5.420 kg đúng không ạ? Rồi, có lần đầu, có lần thứ hai, có lần sau mình sẽ lấy tính cả 2 lần đúng không? Đúng không nào? Như vậy mình tính số kg cà phê lấy ra cả 2 lần là số kg cà phê lấy về cả 2 lần là như vậy mình lần đầu là 2.710 cộng cho 5.420 đúng không? Giờ mình sẽ tính nhẩm chỗ này đúng không? 0 cộng 0 mình sẽ tính từ hàng đơn vị, 0 cộng 0 là 0, tớ hàng chục, 2 cộng 1 là 3 và 4 cộng 7 là 11, viết 1 với 1. 5 cộng 2 là 7, viết 1 là 8, vậy kết quả là 8.130 kg đúng không nè. Giờ sau đó mình sẽ tính còn lại trong kho đúng không, số kg cà phê còn lại trong kho là 23.450. Đây là ban đầu trong kho có 23.450 đúng không? Sau đây lấy 2 lần thì mình trừ cho 8.130, lấy 2 lần là lấy 8.130 đúng không? Giờ mình sẽ tính ở đây, thầy sẽ tính nhẩm chỗ này luôn nha. Mình sẽ trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị đúng không? 0 trừ 0 là 0. 5 trừ 3 bằng 2. 4 trừ 1 bằng 3. 3 trừ 8 không được đúng không? Mình sẽ lấy 13 trừ 8 bằng 5, chữ 5 nhớ 1. Như vậy là mình sẽ có số 1, 2 trừ 1 là 1. Như vậy kết quả sẽ là 15.320 kg đúng không? Giờ đáp số luôn. Như vậy đáp số ở đây sẽ là 15.320 kg cà phê đúng không? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 5. Giờ câu số 5 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong toán lớp 4 trang 138-139 phần luyện tập chung nhé. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Các em chia sẻ với bạn bè trong lớp cùng xem hoặc là hàng xóm cũng được nhé. Nhiều em càng xem càng tốt nhé. Giờ thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.